để chị úp luôn nè. Ông hay dữ vậy trời, ông tên Bảy hay đúng rồi. Ừ, đúng bài luôn. Ông tên Bảy hay đúng rồi. Cái này là đang nướng thau nha mọi người. Wow, con cá này là quá sức rồi. Con này chắc khoảng 3 kg không anh Lùng? Ừ. Này là con cá trê màu hồng nha mọi người. Con này tầm khoảng 3 kg. Con này nó xuống nước cái đầu thôi là khỏi bắt nó luôn. Ủa trời ơi, cái thang này là hồi mình nướng con cá đó phải không trời? Ừ. Mấy ngon quá. Mà nó lại có cái màu cũng thấm đỏ đỏ nữa. Dạ. Bún riêu. Bún riêu mà không có, không có me ở, không có cà là không ngon. Rồi đậu hũ nữa hai con Năm ha. Ờ, đậu hũ, rồi với heo, rồi giá heo. Nhưng mà quan trọng là phải có cua hai con Năm. Ờ, cua, cua nhiều lắm. Cái thau bún đó. Cua mà không có cua thì ta đâu có kêu bún riêu cua ha. Đúng rồi. Cái thau đó là được 3 kg cua đó. Dạ. 3 kg đâm rồi á. Ờ, 3 kg vậy là nhiều lắm ha con Năm. Nhiều lắm, cái nồi đó là 3 kg nhiều. Lát nữa nó bồng con lại cũng như là mình thắng dầu dừa vậy đó. Dạ. Nhưng liệu nấu bún riêu cua phải gồm có con mẹ. À, kỳ đó đi về Long An. Dạ. Cái ông anh ông nấu bún riêu mà sườn heo đồ ngon lắm nha. Cái dạ. Ông nói cô Sáu mày có ăn bún riêu vô ăn mà sao tao nấu sườn heo mà không có cua sao nó không ngon. Dạ. Cái sẵn dịp cô đem cua xuống đó. Rồi nói em có đem cua xuống nè, cái thôi lấy ra đâm rồi lượt một miếng cua vậy bỏ vô mà nó rất là ngon. Dạ. Giống như đó là hương liệu chính rồi, tại mình kêu là bún riêu cua đồng mà. Ờ, mà cái không có cua là không ngon. Vậy chứ con Năm thấy có nhiều người ta để bún riêu cua đồng mà giờ cua không có. Không có cua rồi để vậy rồi bỏ màu con ơi, còn mình đây là mình nấu đây là nguyên si đó. Dạ. Không có màu vậy. Chất lượng cô Năm ha. Này là nước cua nha mọi người, chuẩn bị nấu là bún riêu. Cái này khoảng 3 kg cua hả cô Năm? Ờ, 3 kg đâm rồi. Dạ. Dạ, rồi vô luôn con Năm. Hơi nặng quá hả cô Năm? Nặng à, cái này là nguyên cách nó đặt ra. Má đổ từ từ nghe. Còn lại, thấy được cái lắc. Lắc gì vậy? Mấy cái đó mình có vớt nữa không cô Năm, hay là mình để mình nấu luôn? Má coi cái còn cái đá đáy ở dưới á, cái đổ nước vô cái quậy lên đổ lên nữa. Rồi, rồi. Cái này thôi quá sức rồi. Rồi này là bao ngọt luôn. Quấn vô tay, đập cái tay. Nửa nồi luôn á cô Năm. Ừ, lát nó bỏ cho nó bỏ cà. Hôm nay con thử tay nghề của cô Năm nấu bún riêu. Tay nghề chắc cũng mấy chục năm hai cô Năm ha. Tay nghề này cứng lắm mà con ơi. Dạ. Nấu một lần là 4-5 kg cua không mà cứng. Dạ. Sao được. Tại vì nhà làm được á. Dạ. Nhà làm cua được á, cái cô nấu bữa hôm nấu nồi 4 kg rồi. Dạ. Mà ta nói đứa này ăn xong rồi đứa này xin đứa kia xin rồi cũng hết. Nó ăn rồi chịu đem về đang ăn nữa. Dạ, nhưng mà nấu nồi bự cỡ này không cô Năm? Nồi đây nè mà đầy luôn. Dạ. Còn này 3 kg là cô nấu hơi kẹo nè. Dạ. Này tính ra lên cái màu đẹp quá cô Năm ha. À, tại vì hồi cô đâm á là cô lấy gạch luôn mà. Lấy. Dạ. Gạch rồi bỏ vô đâm luôn. Thật ra cái màu nó tự nhiên chứ không có mà bỏ miếng màu đó chứ còn tiệm nấu ô nó bỏ màu.
lại chút xíu nữa nó quạt lại nữa đúng không? Nè, cua nó vậy đó. Bây giờ giống như là nó phùng phùng lên. À. Cái này mà nếu mà mình đi Long An là mình mua giờ 50 ngàn tô cũng không có. Dạ. Giống như ta giờ ta nấu có cái gói kêu là cái gói gì đó con anh kêu là nêm gia vị, chỉ có gia vị thôi. Dạ nó không phải cà no chứ nó là cái gói là chiên về mình nấu bún riêu cua. Nó bỏ dạ. Riêng cái đó đó. Quá sức rồi. Quá sức rồi. Thấy chưa, để thôi nó xích đít. Thế mình hỏi quậy như vậy là nó bị nó đóng ở dưới nè. Dạ. Nó không nó xích đít. Cái này là ngọt ơi là ngọt ha. Ok thì mình cho tàu hũ luôn. Dạ. Cái cà này giống như là vô này là cái kêu là cái màu tự nhiên hả con? Màu tự nhiên á. Không có quá chất. Dạ. Dạ có màu sắc lên đẹp rồi đó. Quá wow, đẹp quá. Quan trọng chút nữa là ăn là ngọt. Rồi, ngon gắt luôn đi. Ngọt là hết nói luôn á. Dạ. Nói gì ngọt. Này là có chất lượng nè. Hello, hello. Wow. Hết đi tại gì các bạn. Chính tính ra vậy là ít chứ bộ. Cũng được rồi. Rồi một lát cái tay em đem đi bỏ luôn. Tay em á. Ừ. Này hồi kia lên bếp bắt đầu thơm phức luôn á. Chờ một chút nè chú hai. Đúng 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 đúng. Bởi cá này nó có hai cái bên đó là phải lấy ra chứ không lấy ra là tâm không nổi. Mình quên mua mấy cây cà nâu ha. Tâm để nướng rồi. Từ nướng rồi ra làm tương. Sao bị phán gì kia tao bẻ thôi tao bẻ. Thầy mé. Bỏ cá nằm ngang không? Nằm ngang hay cái đó. Vậy hả? Kẹp lại vậy luôn hả? Ừ, lật 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 lúc, lật cái bên kia lúc, lật cái đầu á. Không quay lại cho nó không rớt. Ừ, nó vậy đó. Rồi cột con kém à, đó kẹp lại luôn á hả? Ừ, cái cột kém này cái hồi đã là lát cái nước này à mình không? Kẹp ra hồi mình dễ lật cái đúng không? Cái nước cứ cuốn quất quất lên đó vậy hả thầy? Đúng có lấy không? Có đi săn con rồi hả? Này mới ra hình cá nè, nãy đâu ra hình cá đâu. Rồi gì chưa gì hết mà đổi gì làm cốt cái tỏi cái năm cá. À đặng tư lên cá cho thơm ha. Sáng ngày hôm sau tôi mới nói trời đất ơi, tiền mình có 1 triệu, tương giờ có 1,5 triệu. Lật ngang. Lật ngang với chính cái sạch. Đúng rồi, lật ngang phải. Chút đi, chút đi tỏi cho nó khô nó bớt dính đi. Có cái này vô là thơm liền á. Nãy giờ mình chưa nghe thơm đúng không trai? Mới xong nghe thơm. Ủa, rồi. Ủa nãy giờ có hành thắng nó bển à Phát. Từ từ á Phát ơi, ấy nó chảy mình lum mà phí quá Phát. Thì mới nóng chứ. Để gì ấp luôn nè. Hay gì trời, con tên bảy hay đúng rồi. Đúng bài luôn. Tên bảy hay đúng rồi. Này là đang nướng thao nha mọi người. Rồi mình thắp đi. Nóng không? Nóng không? Rồi tôi chụp phỏng tay. Hấp dẫn rồi có màu rồi. Lục ơi, cái hũ lật cái lục ơi. Hình như nó hơi khét khét rồi.
đỡ tay. Đỡ tay rồi thôi. Không làm cái nó đi. Nhưng mà cầm nó có sự nóng, bỏng tay. Ở chứa chưa, không sao hơn, mình phát hiện kịp. Cái này bởi mình ngồi cái hồi mình dễ quên lắm. Giờ có ốp lại nữa không? This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. Yeah. Tell me what's wrong and why you never stayed your way. Giống như anh Lùng thấy mà khi mà mấy người ta nướng thịt mà bán cơm á, người ta phải có khói gì nè. Người ta bán mới chắc, thịt mới thơm, người ta mới biết á. Chứ còn mình nướng mà không có thơm bay, người ta hửi, người ta không nghe thơm, người ta đâu ăn. Nhưng mình ở đây giờ cũng vậy nè, phải có khói đặng mình thử trước mình mới ăn. Thơm mình mới kích thích. Rồi, bắt đầu tiếp ăn. Tập 2. Thơm mình ăn. Quá cho nó cái nó là cái nồi. Ừ, anh đi mà anh không dám đi luôn hả? Ngồi luôn rồi. Ngồi xuống luôn rồi. Đi dần xuống kia vậy đó. Rồi, úp lại cái nữa ha, tập 3 hả? Ừ. Rồi úp lại luôn phát ơi. Luôn cái đuôi. Cho nó. À, cái đuôi chắc cũng chín rồi ha. Ừ. Cái này giờ nó phồng lên quá chừng luôn nè, anh Lùng ơi. Ồ, quá chừng luôn nè. Cua mấy ký cua lận mà. 3 ký, nãy cô Năm nói 3 ký. Cua này cá rồi, hay thịt úp. Cá với bỏ đâu vài trăm gram hả? Con đâu Phát? Nó bẩn. Đẹp á cô Năm ha. Đẹp, hết nói luôn á. Màu cà nè, màu cua. Lẽ vậy? Tự nhiên thấy không? Dạ, tự nhiên. Bây giờ có tô cái ăn liền. Dạ. Trời ơi cái nồi bây giờ nó đẹp làm sao. Dạ có chuyện nóng hả cô Năm? À. Giá nhỏ quá mà cái giá bự ở trong dẹp rồi. Cái kia nó chín á, cái đường nó vô luôn. Chín lại nè. Cái chân nó dính lại. Xương sao thịt đâu mà múc nó quyết không nó lặn mất tiêu hết hay cô Năm lặn rau ráo rồi. Ôi ôi cái nồi này nó thơm gì đâu. Nay đặc biệt muốn rượu đó, sao anh không ăn uống rượu? Muốn rượu này là cái nồi máy gì vậy, cái nồi nhỏ đó mà 3 kg cua đó. Máy gì không quay điện thoại hả? Máy đó luôn hả? Vịnh Hùng nói cái này hả? Tới chưa? Ừ, tới rồi anh. Trời ơi, mốt đăng anh luôn á hả? Thôi đừng đăng nha. Đăng lên sập mạng à. Rồi, mốt đi luôn. Quay anh hoài, mốt anh lên pin hoài, mất cỡ quá. Rồi đó, đúng là bài bản luôn. Quá cả. Quay viên phải gấp cho nhiều, anh mới làm nồi nồi á, nó coi nó mới hấp dẫn. Bún anh gấp thì nhéo nhéo, coi nó hấp á, không hấp dẫn. Ăn miếng no. Đ-
Để lát tôi lễ một chén ốc, cái tôi trang cái này vô một chén luôn, tôi già tôi ăn cho tính quay. Đó, quý cần lòng, đầy chén luôn, cho đã. Đó, đây nè, trời ơi, làm gì mới hấp dẫn nè. Cho nó có cái chức năng tổ. Đó, đưa nó vô nó bị vứt rồi. Trang mắm tôm vô, muốn tôm vô đại đi. Đó, đó, trai nó không hiểu nữa đó. Trang mắm tôm vô, đã điêu điêu luôn. Nặng quá. Nặng miếng chân nè. Bài bản luôn ha. Đó. Rồi có ai uống với tôi cái nào không? Hốt liền làm đi, đụng đi, để đau bụng. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Nhớ à luôn nha. À cho đã luôn nha. Vỗ với học. Ngon quá, ngon quá. Gắp miếng ớt đường trước. Nó có ông ăn mặn mà nhậu một cái vỗ gắp với ớt là nó sợ luôn. Chùa anh hả? Hay á, ngọt dữ anh Lùng á. Nhậu một cái quất một cái bớt. Còn cái chức năng của tàu hủ ai cũng biết rồi. Đó, rồi bóc quất luôn chú Năm mấy đã chú Năm. Ăn ngon đấy chưa? Uống khay. Đổ vô đó. Dạ món đó của người yêu chú Năm ha. À chú Năm. Rồi. Ý ông. Con chi chua luôn hả? Thích chua luôn. Con mới làm hai cái chỗ luôn rồi đó. Dạ hả? Dạ. Cái nữa có xa đâu lát qua cậu ơi. Chú Lực chùm ba ơi. Có ăn rau rồi rau cũng luôn nha. Để nó mua cồn về các bạn. Trời vô luôn, vô luôn. Qua nè, ăn con mắt ăn đó. Xương ra. Đó. Chín chưa phát vậy là chín chưa? Đuôi chín rồi, còn hai chút nữa. Chín rồi. Đó, cái ngon rồi đó. Thành nướng vậy là ăn cả trên. Hấp dẫn không? Không có con nhà. Nhưng mà anh thấy cái phần bên đây hình như nó hơi trắng trắng nè. Ừ, nó chưa có. Nhưng mà thấy cái phần ở trong thì nó bớt, nó hết đỏ rồi. Vậy là cho lên này đúng không? Hay là ở này chút mình lên? Người mới lớn người vậy chứ. Cái sạn với tôi mà để ý đâu chứ. Tuổi vậy thì nó phải vậy thôi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue.